Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, gửi lời cảm ơn chân thành tới đoàn Chư Tăng tình nguyện đầu tiên hơn một tháng đã nhiệt tâm hỗ trợ các y bác sĩ ở Bệnh viện Dã chiến Trung ương Thái Nguyên tại Long An chăm sóc bệnh nhân, và bày tỏ sự xúc động trước sự dấn thân của 11 vị tăng của đoàn thứ hai vừa tiếp sức tỉnh nhà. Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và chính quyền tỉnh Long An tặng bằng tuyên dương công đức, gửi thư cảm ơn và quà lưu niệm đến 10 chư tăng phía Bắc đã hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tặng quà động viên đoàn chư tăng thứ hai trước khi bắt đầu công việc nơi tâm dịch. Chiều cùng ngày, tại Bệnh viện Dã chiến Trung ương Thái Nguyên ở Long An, 11 vị tu sĩ được các y bác sĩ phổ biến về các quy định tại bệnh viện, tìm hiểu và tập huấn các quy trình tự bảo hộ bản thân khi chăm sóc bệnh nhân. Đúng như ở nhà, các quý thầy đã nhận định khi mình vào vùng nõi, vào tâm dịch thì tất cả mọi cái vấn đề an toàn cho các y bác sĩ, cho các tình nguyện viên phải đạt được đến cái tỷ lệ phần trăm nhất định, gần như là tuyệt đối. Một cái phác đồ làm việc nghiêm ngặt, có thể nói là độ chính xác rất là cao, rất là hoàn toàn. Thầy yên tâm để công tác. Sau đó, chư tăng tình nguyện bắt đầu làm quen, thăm hỏi với các bệnh nhân và tùy theo năng lực chuyên môn bắt đầu thực hiện những công việc cụ thể được phân công.